Chào các bạn, mình đã quay trở lại với một video Shopee Haul rồi đây. Mình biết là dạo này Shopee Haul rất là phổ biến ở trên YouTube và mình cũng muốn tham gia vào trào lưu xem như nào. Bởi vì thực sự mình cũng là một con nghiện Shopee đấy các bạn ạ. Tuy nhiên là cái Shopee Haul này của mình nó cũng sẽ chỉ là một cái haul bé xíu xinh xinh thôi. Ở đây mình chỉ có 6 món đồ thôi. Bởi vì bản thân mình cũng có khá là nhiều quần áo rồi ấy, và mình cũng thật sự không muốn mua sắm thêm quá nhiều đồ. Bởi vì những cái đồ trong tủ của mình có những món đồ mà mình cảm thấy mình chưa thực sự tận dụng hết ý. Nên là mình chỉ mua một số món đồ mình cảm thấy thực sự hứng thú, hoặc là những món đồ lạ lạ mà mình chưa có trong tủ đồ thôi. Thế nên là video này sẽ không có kiểu như là một núi đồ Shopee hay là mấy triệu đủ tiền đồ Shopee đâu. Bởi vì cái này nó cũng chưa đến 1 triệu ấy. Thôi không nói nhiều nữa, mình cũng bắt đầu video nhé. Mình đã mua quần áo ở hai shop thì đều là shop quốc tế cả. Cái shop đầu tiên mà mình mua đồ thì tên là Love Flower. Shop này thì mình thấy là có rất là nhiều follower cũng như là feedback khá là được phổ biến luôn đấy. Và mẫu mã thì rất là đa dạng luôn. Có những cái mẫu mà giống Jennie này, giống Lisa này, nói chung là những cái mẫu nào mà hot thì cái shop này đều cập nhật hết. Cái shop Love Flower này thì mình đã mua hai món đồ thôi. Thì cái đầu tiên là một cái chân váy. Đây là một cái chân váy đen xòe như này. Thì em này mình cảm thấy là nó rất là basic nhưng mà cái dáng nó rất là xinh này. Chất vải khi mà mình nhận về mình cũng thấy rất là bất ngờ vì nó rất là dày dặn và đứng dáng ấy. Nó giữ cho cái váy này được cái dáng xòe. Và một điều bất ngờ nữa là bên trong lại còn có lót quần. Nó là một cái quần ở bên trong ấy. Vải tuy là mỏng thôi nhưng mà bởi vì nó là màu đen như này và nó lại còn có hai lớp cho nên là nó sẽ không lộ xíu xiu nào cả. Có một cái điểm mà mình không thích là cái chỗ nó khoét cái dây chun này này, nó hơi bị kiểu như là không được trong suốt lắm. Cái đường cắt nó rất là như kiểu lấy cái kéo cắt ra thôi, người ta cũng không khâu lại hay là kiểu khâu viền cho nó đỡ bị rách ra. Đấy thì cái mình nghĩ là một cái điểm trừ duy nhất thôi. Còn cái váy này thì nhìn tổng thể mình cảm thấy rất là thích và mình mặc cũng vừa in luôn. Và cái màu đen này cũng như cái dáng váy này thì mình nghĩ là kết hợp với tất cả mọi thứ đều ok luôn. Chiếc váy này thì có giá là 148.000 lúc mà mình mua ấy. Và sau đấy mình cũng có cái mã hoàn xu nữa cho nên là nó sẽ rẻ hơn 148.000 đấy. Mình nghĩ là rất là xứng đáng giá tiền đúng không? Nói chung là nó hơi nhăn, tuy nhiên là cái màu đen này cũng như cái dáng váy này mà vải hơi nhăn một xíu thì mình cảm thấy cũng không vấn đề gì cả. Một cái áo còn lại mà mình mua ở shop Love Flower này ấy, thì là một chiếc áo trông khá là tiểu thư bánh bèo này. Cầm lên như này thì mọi người có thể không hình dung được cái dáng của nó. Thì lúc mà mình thử lên thì mọi người sẽ thấy. Thì đây là một chiếc áo kiểu như là màu nó hơi be be chứ nó không trắng tinh hẳn đâu. Hơi be be vàng ấy. Và nó có những cái đường kiểu chun lại ở đây ấy. Mình cảm thấy là chất lượng cái áo này cũng rất là ok luôn. Bởi vì những cái đường nhún này thì nó đều là chun ấy, chun có giãn được. Và cái chất vải nó cũng không bị quá mỏng. Mình cảm thấy là mặc áo trong áo lót màu nút đi thì nó cũng không hề bị quá lộ. Và cái phần tay này thì nó cũng có cái phần bo chun ở đây này, nhìn rất là tiểu thư bánh bèo. Có một điều duy nhất là mình không thích ở cái áo này là cái phần cổ này nó hơi khó hiểu ấy. Nó không đổ ra ngoài mà cũng không đổ ở phần bên trong. Nó hơi bị linh tinh, không ổn nếp. Nói chung là nó cũng không đến mức tệ, nhưng mà mình hơi không thích một xíu thôi. Nhưng mà về tổng thể cái áo này mình vẫn rất là thích. Bởi vì cái màu đẹp này, màu này mình không kỳ vọng là cái màu nó sẽ đẹp như này đâu. Mình sợ là cái màu nó sẽ kiểu không có như ảnh. Nhưng mà mình thấy là cái áo này màu khá là đẹp. Áo này thì có cả màu xanh blue nữa ấy. Nhưng mà mình thấy là màu này dễ kết hợp đồ hơn nên là mình đã mua này. Điểm nữa cái áo này là nó chỉ có 3 cái cúc thôi nhá. Là cái cúc của nó trông cũng khá là xinh, kiểu như là ánh ngọc trai như này ấy. Là một cái áo kiểu như là nửa kín nửa hở. Mình rất là thích áo này. Đó, vậy là hết đồ với shop Love Flower này rồi. Thì sang shop thứ hai. Shop thứ hai thì mình cũng không biết đọc cái này như nào. Sell2.vn gì đấy. Fashion Woman. Nói chung là tất nhiên là mình sẽ để tất cả link ở dưới phần mô tả cho mọi người rồi. Đó, thì ở đây mình mua tất cả 4 đồ còn lại. Thì cái món đầu tiên ý là chính là chiếc áo mình đang mặc ở đây. Đây là một cái chiếc áo mà mình cảm thấy là những bạn nào mua đồ, mua quần áo trên Shopee thì cũng sẽ đều mua em này hay sao ấy. Một chiếc áo khoác vest, cộc tay như thế này. Màu mình có ở đây là màu, nó là màu beige hay là màu ivory gì đó. Em này thì có khá là nhiều màu đấy. Và mình chọn cái màu này bởi vì mình các bạn thấy là mình thích những màu basic thôi. Đó. Áo này thì mình mua nó đã được sale rồi thì là 118.000, rất là rẻ luôn. Nhớ có hơn 100.000 cái áo này. Đấy. Nhưng mà chất liệu thì rất là dày dặn, rất là đúng dáng.
nó không bị kiểu quá là nhăn nhúm ấy. Cũng sẽ nhăn nhúm một xíu ở cái phần cánh tay này đây. Nếu các bạn giơ tay lên thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường chỉ nó hơi díu, thì mình cũng không chắc đấy là chủ ý của cái kiểu may này hay là nó bị lỗi. Nhưng mà nhìn chung ạ, khi mà mình mặc lên, mình vừa mặc theo kiểu là áo khoác và vừa theo kiểu là mặc một mình chiếc áo vest này thôi, thì mình cũng cảm thấy nó đẹp, rất là đẹp. Thực sự là trong cái mùa này, tuy là Hà Nội đã chuyển sang mùa thu rồi nhưng mà mình vẫn cảm thấy là trời khá nóng, vải nó khá là dày dặn đứng dáng này, thì mặc mình nghĩ vẫn là hợp lý hơn là khoác ở ngoài cái áo ở đấy. Nếu các bạn ngồi trong phòng điều hòa thì ok. Màu ở ngoài thì nó không hẳn là màu be mà nó là màu vàng mơ ấy. Vàng mơ thì nó không bị quá cái sắc vàng trội lên. Cái đường may thì mình cảm thấy cũng là tạm thôi, nó không bị lệch lạc linh tinh, nhưng mà các bạn có thể nhìn kỹ cái mép vải bên trong người ta cắt nó không được chỉn chu lắm ấy, thì nhìn kỹ mới thấy thôi. Với cái giá 118.000 thì thấy là quá ok rồi. Một cái món đồ tiếp theo mình có ở đây là một chiếc áo rất là basic luôn, là một chiếc áo thun dài tay màu trắng. Mình nghĩ chiếc áo kiểu như này sẽ rất hợp mặc vào trời thu. Chất của nó thì không phải là dày dặn đâu. Bạn thấy khi mà mình thử lên ấy thì nó vẫn sẽ xuyên thấu, bởi mặc dù mình đã mặc áo lót màu nude rồi ấy. Cái phần cổ áo này mình cảm thấy khá là ổn. Khi mà mua chiếc áo thun như này ấy, thì cái điều mà nó thể hiện sự xịn hay là sự không xịn của áo nó sẽ là ở phần cổ của áo nhiều hơn ấy. Mình cảm thấy thế. Nếu cái cổ áo nó không bị nhăn nhúm và nó may cẩn thận và đều ấy, thì mình cảm thấy cái áo nó sẽ xịn hơn. Cái áo này mình thấy cái cổ nó khá là ok, không bị díu díu rúng rúng hay là bị nó đổ xuống ấy. Chất này thì co giãn rất là tốt. Tuy nhiên đây sẽ là một chiếc áo kiểu như là theo phong cách hơi bị sexy cá tính một xíu, bởi vì em nó hơi xuyên thấu ấy, bó sát nữa. Tuy nhiên là rất là dễ kết hợp, vừa basic mà lại vừa cá tính. Tuy nhiên trên ảnh mẫu thì mình thấy người ta mặc khá là kiểu như là nó hơi rộng rộng, nó hơi relax hơn là mình mặc ấy. Mình mặc nó hơi đói thì phải, có lẽ bởi mình béo. Em này thì mình mua với giá là 155.000 nhá. Một cái món đồ tiếp theo, nó gần giống cái áo sơ mi màu be lúc nãy, thì cái này cũng là một chiếc áo sơ mi bánh bèo áo kiểu ấy, và nó có màu mình không biết đây là màu gì. Đây là màu vàng có một chút sắc màu xanh ngọn chuối, nhưng mà cái màu này mình vẫn cảm thấy nó vừa lạ mà lại vừa dễ mặc ấy. Cái điều mình thích ở cái áo này chính là cái dáng áo ấy, nó là một cái dáng rất là flowy, rất là bồng bềnh, trông mặc lên trông rất là cute ấy. Và cái chất vải này thì mình cảm thấy nó cũng hơi gần giống với chất vải áo sơ mi của bé lúc nãy, kiểu như là nó hơi nhăn nhăn, nó có texture chứ nó không phải là vải trơn hoàn toàn ấy. Nên mình nghĩ đấy cũng là một điểm hay ho của mấy cái áo sơ mi này. Và cái phần cúc ấy nó cũng rất là đẹp. Phần cúc này nó cũng có vân vân và nó được may không phải đều nhau mà là kiểu ba cái một và ba cái một ấy. Mình thấy cảm thấy là những cái áo sơ mi này họ khá là để ý đến tiểu tiết đấy. Các bạn mặc suông cũng được mà các bạn sơ bin vào cũng được, bởi vì chiều dài nó khá là dài, sơ bin vào thì nhìn nó sẽ gọn gàng hơn. Nhưng bạn nào thích kiểu như là bánh bèo bồng xòe một chút thì có thể mặc không sơ bin. Và một món đồ cuối cùng là món đồ duy nhất mà mình cảm thấy không ưng ấy, mình cảm thấy hơi buồn, đấy chính là một chiếc áo bra như này. Cái điều mà mình không ưng đấy chính là em nó bị chật so với mình đã chọn nhầm size. Cũng như là khi mà mình nhận về, mình cảm thấy là chiếc áo này nó bị cái form dáng của nó không được như mình mong muốn. Áo của em nó thì là 95.000, thì mình cảm thấy cũng không phải là quá rẻ đâu. Nhưng mà cái form dáng các bạn có thể nhìn thấy là ở đây nó có một cái nếp này, như kiểu người ta bị gập xuống ấy. Cũng như là những cái đường khi mũ chỉ của em này thì nó hơi bị thô. Mình mua em này thì với kỳ vọng là mình có thể mặc em nó với những cái đồ bó mà không bị lộ viền ấy, bởi vì mọi người nhìn thấy là nó không có đường chỉ may lộ ra ở bên ngoài, thì mình nghĩ là mình có thể mặc đồ, nhưng mà cái mức ngoài cùng mà nó vẫn chật rất là khó thở luôn. Cho nên là rất tiếc em này mình không mặc được, cũng hơi buồn vì mình khá kỳ vọng vào em này, vì mình nghĩ là em này sẽ là một món đồ rất là thiết thực để cho mình mặc hàng ngày ấy. Nhưng mà thôi không sao, những món đồ còn lại thì mình đều ưng cả. Đó, vậy là video haul của mình thì đến đây là kết thúc rồi. Khá là ngắn và ít đồ đúng không? Nhưng mà nếu mọi người theo dõi channel của mình lâu thì cũng biết là bản thân mình cũng không phải là một người mua sắm quá tay hay là mua rất là nhiều đồ. Thế nên là những cái haul của mình cũng sẽ chỉ là rất là khiêm tốn thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Hy vọng là mọi người đã thấy video này có ích và nhớ cho mình một like cũng như là subscribe nếu mọi người chưa subscribe nhé. Follow mình ở trên Insta xagroup1312 nữa để tương tác với mình nhiều hơn. Và nếu mọi người muốn mình làm một cái haul nào đấy ở trên Shopee hay là những cái trang thương mại điện tử nào đó khác chẳng hạn, thì mọi người hãy comment cho mình biết ở dưới chủ đề mà mọi người muốn mình làm nhé. Còn bây giờ thì bye bye.